Chào mọi người, xe đạp 10B lại giới thiệu đến với mọi người một mẫu xe Nhật bãi mới nữa đây. Dòng xe Hyundai mà mình muốn mang đến với mọi người là dòng xe thể thao Nhật bãi thương hiệu Jet của Mỹ, xuất vào thị trường Nhật. Toàn bộ khung sườn của xe được thiết kế bằng hợp kim nhôm rất bền nhẹ. Màu sơn của xe là màu sơn zin, còn rất mới, chưa sơn lại hay giảm tút bất cứ chi tiết nào. Kích cỡ của xe có size ống đứng là 39, sẽ rất hợp với người dùng có chiều cao từ 1m50 trở lên. Bộ chuyển động của xe có 24 tốc độ số, bao gồm 3 dĩa và 8 líp, cùi líp đều rề, đi kèm theo đó là tay bấm xả Shimano. Vành miền zin, lớp zin, ghi đông bò tan zin cùng hiệu von Trager. Đùm Shimano Malaysia còn rất mới đủ dĩa Shimano. Toàn bộ những chi tiết của xe đều đã được vệ sinh căn chỉnh tỉ mỉ, mua về chỉ việc sử dụng. Mọi người có thắc mắc gì thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0987614604 như ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh YouTube cũng như follow fanpage xe đạp 10B nhé. Mình sẽ cập nhật thường xuyên và liên tục các mẫu xe thể thao Nhật bãi khác cho mọi người lựa chọn. Xe đạp 10B chân thành cảm ơn.